Vợ chồng Trấn Thành đi chơi tới 7 giờ sáng trong đêm tân hôn. Khuya 26 tháng 12, trên trang cá nhân, Hari Won chia sẻ cảm xúc sau hôn lễ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến bạn bè và người thân. Nữ ca sĩ bày tỏ cô vẫn còn nguyên cảm giác hạnh phúc đến tận bây giờ. Rất là vui và hạnh phúc, đúng là một ngày không thể quên, cô tâm sự. Hari Won tiết lộ ngay sau tiệc cưới kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, vợ chồng cô cùng một vài người bạn tiếp tục tiệc tùng đến 7 giờ sáng, cùng đi club ăn uống và hát karaoke. Cô cũng viết thêm, chúng em đã chơi tới 7 giờ sáng, về nhà, chúng em đọc từng thư, mở từng món quà các anh chị đã gửi tặng. Hôm nay, Hari Won ngủ chưa được 3 tiếng. Cuối dòng chia sẻ, Hari Won gửi lời cảm ơn đến mọi người và ký tên vợ Trấn Thành. Cô viết, một lần nữa, Hari Won xin được cảm ơn mọi người. Chúc các anh chị em đang đọc luôn hạnh phúc, vợ Trấn Thành. Hari Won và Trấn Thành quyết định tiến tới hôn nhân sau gần 1 năm hẹn hò. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 12 với sự có mặt của 300 khách mời là người thân, bạn bè lâu năm trong ngành. Trong ngày cưới, Trấn Thành nhiều lần khóc vì xúc động. Anh cảm ơn Hari Won vì mua vé một chuyến xe để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Cặp đôi không hở vần trăng mật sau đám cưới. Tối 26 tháng 12, Trấn Thành trở lại công việc tham gia ghi hình chương trình thử thách của bước nhảy. Đại diện của Trấn Thành kể, cuối năm nên chương trình sự kiện rất nhiều, tất cả đều được lên kế hoạch trước nên Trấn Thành và Hari Won không thể bỏ. Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ, cả hai người đã phải hủy khá nhiều show. Riêng Trấn Thành, 2 tuần trước khi cưới, anh đã phải hủy 10 show. Vợ chồng Trấn Thành đi chơi tới 7 giờ sáng trong đêm tân hôn. Khuya 26 tháng 12, trên trang cá nhân, Hari Won chia sẻ cảm xúc sau hôn lễ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến bạn bè và người thân. Nữ ca sĩ bày tỏ cô vẫn còn nguyên cảm giác hạnh phúc đến tận bây giờ. Rất là vui và hạnh phúc, đúng là một ngày không thể quên, cô tâm sự. Hari Won tiết lộ ngay sau tiệc cưới kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, vợ chồng cô cùng một vài người bạn tiếp tục tiệc tùng đến 7 giờ sáng, cùng đi club ăn uống và hát karaoke. Cô cũng viết thêm, chúng em đã chơi tới 7 giờ sáng, về nhà, chúng em đọc từng thư, mở từng món quà các anh chị đã gửi tặng. Hôm nay, Hari Won ngủ chưa được 3 tiếng. Cuối dòng chia sẻ, Hari Won gửi lời cảm ơn đến mọi người và ký tên vợ Trấn Thành. Cô viết, một lần nữa, Hari Won xin được cảm ơn mọi người. Chúc các anh chị em đang đọc luôn hạnh phúc, vợ Trấn Thành. Hari Won và Trấn Thành quyết định tiến tới hôn nhân sau gần 1 năm hẹn hò. Lễ cưới của cặp đôi diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 12 với sự có mặt của 300 khách mời là người thân, bạn bè lâu năm trong ngành. Trong ngày cưới, Trấn Thành nhiều lần khóc vì xúc động. Anh cảm ơn Hari Won vì mua vé một chuyến xe để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Cặp đôi không hở vần trăng mật sau đám cưới. Tối 26 tháng 12, Trấn Thành trở lại công việc tham gia ghi hình chương trình thử thách của bước nhảy. Đại diện của Trấn Thành kể, cuối năm nên chương trình sự kiện rất nhiều, tất cả đều được lên kế hoạch trước nên Trấn Thành và Hari Won không thể bỏ. Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ, cả hai người đã phải hủy khá nhiều show. Riêng Trấn Thành, 2 tuần trước khi cưới, anh đã phải hủy 10 show.